Đêm nào cũng có một bà cụ mua cơm trả tiền âm phủ. Gọi người lén theo dõi thì bà Hoài nhìn nơi bà ta biến mất. Trên con hẻm cạnh đường lớn, những hộ dân quanh đây không ai lạ lẫm với quán cơm phở đêm của bà Đông nữa. Quán cơm phở này bà mở ra được hơn chục năm. Kể từ ngày bà về hưu, mở quán cơm để kiếm thêm nuôi con, cho đến khi bà đã hơn 70 tuổi, quán ăn đêm của bà đã quá quen thuộc với những người dân xung quanh. Bà Đông bây giờ đã già, thế nhưng vẫn còn rất khỏe, đầu óc vô cùng minh mẫn. Con trai, con gái của bà đều đã lớn, công ăn việc làm ổn định, nhiều lần khuyên mẹ nên dẹp hàng ăn. Vừa vất vả, mà gia đình mình cũng đâu thiếu tiền nữa. Vừa mong muốn bà nghỉ ngơi ở nhà, an hưởng tuổi già. Tuy nhiên hơn một chục năm đứng bếp, quán ăn đêm nho nhỏ bán trên chiếc xe đẩy, cùng vài bộ bàn ghế đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Người già cũng khó ngủ, thế nên dù con cái cảm thế nào, bà vẫn ngày ngày dọn hàng lúc 10 giờ tối và chỉ về vào lúc 1 giờ sáng, khi những ngôi nhà quanh phố đã chìm trong yên lặng. Hàng ăn đêm của bà Đông tuy nhỏ nhưng lại có món cơm rang cùng phở bò cực kỳ ngon, vì thế nên bà cũng cho mình kha khá khách quen. Tuy nhiên một năm gần đây, khu xung quanh được giải tỏa xây dựng, vì thế con hẻm càng ngày ít người qua lại. Hàng ăn đêm của bà Đông ngày càng ít khách. Các con nhiều lần khuyên mẹ nghỉ bán, khách chẳng có tội gì, thì làm của mình. Thế nhưng công việc gắn bó hơn chục năm, bà Đông không nỡ bỏ. Những khách hàng quen còn ở lại khu này vẫn thường ghé qua quán ăn của bà ăn đêm, thi thoảng có thêm vài vị khách lãng vãng đi qua ghé lại. Cách đây hơn một tháng, hàng ăn của bà xuất hiện thêm một vị khách lạ chưa từng ăn bao giờ. Là một bà lão có vẻ già yếu, người khoác một chiếc áo dài tay thùng thùng, đi đến vội vàng nói mua một suất cơm rang trứng và canh rau mang về. Mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường cho đến vị khách trả tiền. Khi bà Đông còn đang giở tay đảo chảo cơm rang trên bếp, vị khách đã mất hút vào màn đêm, chỉ để lại vài đồng tiền trên quầy mà không nói năng gì. Lúc thu tiền, bà mới hoảng hốt phát hiện số tiền trên quầy không phải là tiền thật mà chỉ là hai tờ tiền âm phủ người ta vẫn thường dùng để cúng bái. Một người phụ nữ bí ẩn nửa đêm xuất hiện như là trả bằng tiền âm phủ, chỉ nghe thôi người ta cũng rợn gai ốc. Sáng hôm sau, bà Đông đem chuyện kỳ lạ kể với hàng xóm, lo lắng rượu mình có phải gặp ma hay không. Đáp lại câu chuyện đó, người hàng xóm kể lại vẻ mặt vô cùng buồn bã và nói: "Bà không biết rồi, ở khu bên kia có một nhà hoàn cảnh yếu lê lắm. Bà ấy chắc cũng hơn 70 rồi, thế nhưng nuôi hai đứa con trai bị tâm thần nhẹ mới mất năm ngoái. Nhà còn một cậu con trai bình thường, 20 năm trước bị tai nạn, giờ chỉ có thể nằm cả ngày trên giường. Khổ lắm bà ạ. 20 năm trước con trai bị thế, vợ không chịu được khổ, bỏ cả hai bố con, để lại thế là bà già phải cùng lưng nuôi. Năm nay cháu bà ấy vừa tốt nghiệp chuẩn bị đi làm, nhưng tưởng thế đời sắp khổ, ai ngờ cách đây 3-4 tháng. Trên đường đi làm về, cháu trai bà liều mình vào đám cháy nhà trẻ, cứu sống 8 đứa trẻ, nhưng lại vùi mình trong đám cháy rừng rực ấy, để lại niềm đau đớn vô hạn cho bà. Kể từ đó tinh thần bà không ổn định, thường đi nhặt ve chai, bới rác mỗi ngày, dùng tiền âm phủ mua đồ. Các hàng quán quanh đây hầu như cũng đã nhận được tiền âm phủ của bà ấy rồi.